Thái Nguyên Live Hơn. Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Ngư Icon. Thì hôm nay mình có dịp gặp một bạn học viên tập trực tiếp với mình được một khoảng thời gian. Là không biết là em có thể giới thiệu một chút về bản thân, em tên gì? Dạ em tên là Minh Trân, hiện nay là đang là 2K1. Em tập với tụi anh là được bao nhiêu tháng ạ? Tập với anh Thanh Nguyên là được 1 tháng rưỡi. Là em lên được bao nhiêu? Lên được hiện tại là khoảng 1m50. Là 1m bao nhiêu đến 1m bao nhiêu nha? Từ 1m61 lên 1m62 rưỡi. Nói chung là bạn Trân thì mới tập, nhưng mà mình thấy là bạn Trân khá là trâu bò, toàn là tập superset rồi cái thứ. Đây mình sẽ review sơ qua khu vực tập của bạn Trân này, sẽ đơn nha. Sẽ đơn có cái còn phía này là cái gì này, không này, có lắc vòng này, rồi thảm yoga này. Có review sơ quay cho các bạn thấy khu vực tập này, cũng là thảm yoga này. Ở dưới này thì có máy chạy bộ, thì mình sẽ đến hai máy chạy bộ đó. Thì mình review nhẹ khu vực tập của bạn Trân thôi. Thì không biết là em có ước mơ là 1m bao nhiêu? Ước mơ cũng hơi cao, là khoảng 1m67 hoặc 1m68. Thì với chân tập thì em có muốn kết hợp với giảm cân luôn không ta? Bây giờ có giảm được tiếng nào không? Hay là chỉ cao lên thôi? Cao lên 1,5 nhưng mà tăng 3kg. Nên mình... Tại vì mình ăn uống dinh dưỡng nhiều để mà phát triển cao, thử ra là nó cũng hơi ăn hơi nhiều hơn bình thường một chút kiểu. Giờ thì chắc là anh sẽ chỉ cho em cách kiểm soát chế độ ăn lại để mình có thể kết hợp vừa tăng chiều cao vừa giảm cân được hay không. Em có thể chúc các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao gì không? Chúc các bạn là có đạt được cái chiều cao ước của bản thân của mình. Rồi thì đây là một video ngắn thôi, mình review nhị khu vực tập luyện của bạn Trân rất là đầy đủ. Đây là sân cường này. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn.